chúng ta sẽ có vòng thi khởi động. Đấy, đầu tiên sẽ khởi động cho năm bạn nữ. Và MC sẽ ra câu hỏi bằng đọc rap. Mỗi bạn sẽ trả lời đọc rap luôn nha. Được chưa? Hỏi rất nhanh. Quý vị chỉ có 5 giây để trả lời câu hỏi. Rồi, cho mượn cái micro. Rồi nha, chuẩn bị nha. Các bạn chỉ có 5 giây để trả lời câu hỏi. Xin mời bạn. Bạn tên gì? Quê ở đâu? Em tên Hiếu, quê ở Lục Nam. Hiếu Lục Nam, vỗ tay. Và câu hỏi dành cho bạn có nội dung như sau. Ba cô gái đang ngồi ăn kem. Cô thứ nhất mút kem, cô thứ hai liếm kem, cô thứ ba cắn kem. Vậy cho hỏi cô nào đã có chồng? Này, bước này, bước này. Cô nào đã có chồng? Không được nhắc. Cô mút kem hay cô liếm kem hay là cô cắn kem? Cô mút kem. Mút kem. Hay sao mút kem? Chính xác, chúc mừng bạn về chỗ. Rồi, tới bạn. Bạn tên gì? Quê ở đâu? Em tên Yến, quê Bắc Giang. Quê Bắc Giang, vỗ tay. Và câu hỏi cô bạn có nội dung như sau. Hồi nhỏ các bạn có thích học toán học không? Em không. Và câu hỏi dành cho bạn có chủ đề sinh học. Con trai có cái gì là quý nhất? Con trai có tiền quý nhất hả? Công việc. Xinh đẹp hả? Không được nhá. Rồi, xinh đẹp là về chỗ này. Sự nghiệp hả? Sự nghiệp về chỗ luôn. Con trai có ngọc trai là quý nhất. Tôi hỏi con trai ở ngoài biển. Con trai đâu đây? Rồi, xin mời bạn, bước lên. Bạn tên gì? Quê ở đâu? Quê Lục Nam. Và câu hỏi dành cho bạn có nội dung như sau. Bố là người da trắng, mẹ là người da đen. Vậy cho hỏi đứa trẻ sinh ra có răng màu gì? Răng màu gì? Màu gì? 1, 2, 3. Màu đồng. Răng màu hồng hả? Màu đồng. Màu bảo đồng hả? Lý do mẹ da trắng, bố da đen, đẻ con có răng màu đồng. Ôi trời ơi. Rồi, chúc mừng bạn, Trước Quốc. Trẻ sơ sinh làm gì có răng. Trời ơi. Chúc mừng bạn, bước lên. Bạn tên gì, quê ở đâu? Em tên Thỏa, quê Bắc Giang. Thảo Bắc Giang. Anh đọc đi. Rồi, chúc mừng bạn. Và câu hỏi dành cho bạn có nội dung như sau. Cơ quan nào là quan trọng nhất của người phụ nữ? 1, 2, 3, nhớ đây. Cơ quan nào? 1, 2, 3. Hết giờ. Cơ quan nào? Hội phụ nữ Việt Nam. Hội phụ nữ Việt Nam là câu trả lời chính xác. Rồi, xin mời em, bước đây. Anh, em cho hỏi em tên gì, quê ở đâu? Em tên gì? Minh Thèo hả? Hoàng Thị Xèo. Em tên Hoàng Thị Xèo. Nghe nó thèm Minh Thèo quá. Và câu hỏi dành cho Xèo có nội dung như sau. Nhà Tý có 4 anh em. Người thứ nhất tên Xuân, người thứ hai tên Hạ, người thứ ba tên Thu. Vậy thì người thứ tư tên gì? Tên gì? Tên 1. Tên Đông hả? Tên Đông là về chỗ. Nhà Tý có 4 anh em. Người thứ nhất tên Xuân, người thứ hai tên Hạ, người thứ ba tên Thu, người thứ tư tên là Tý. Tý là 21. Rồi, xin mời mấy bạn nam bước lên. Mấy bạn nam, mấy ông này đứng sau nhắc bài nè. Bây giờ tôi cho nhắc bài nhá. Rồi, rồi, anh nào bước lên đây. Anh có chơi không? Anh dư rồi. Rồi, xin mời anh bước lên đây. Bạn tên gì, quê ở đâu? Em tên Sơn, quê Thái Bình. Sơn Thái Bình, Thái Bình đâu vào đây? Bây giờ mấy ông này nhắc nha, bây giờ nha. Bây giờ MC đọc thế nào, anh phải đọc như thế. Đúng không? Không được sai nha, bây giờ nha, chuẩn bị nha.
một giọt lỗ, hai lỗ dồn, ba giọt lỗ, bốn lỗ dồn. Đấy, anh đọc từ 1 tới 10 thôi. 1, 2, 3, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giọt lỗ, 6 giọt lỗ, 7 lỗ dồn, 8 giọt lỗ, 9 giọt. Một tay. Cái gì mà 9 tay? Làm lại luôn, lần đầu tiên nào. 1 giọt lỗ, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giọt lỗ, 6 lỗ dồn, 7 giọt lỗ, 8 lỗ dồn. Ôi giời ơi, tới số 9 rồi. Rồi, chúc mừng anh xuống. Rồi, tiếp tục xem anh. Bạn tên gì, quê ở đâu? Em tên Phương, quê Bắc Giang. Phương, Bắc Giang. Và bây giờ, 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giọt lỗ, 6 lỗ dồn, 7 giọt lỗ, 8 lỗ dồn, 9 giọt lỗ, 10 lỗ dồn. Ok, chúc mừng rồi. Đi. Bạn tên gì, quê ở đâu? Em tên Tuấn, quê Lục Nam. Quê Lục Nam. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giọt lỗ, 6 lỗ dồn, 7 giọt lỗ, 8 lỗ dồn, 9 lỗ. Ôi giời ơi, bác làm thế nào bác cho em 8 cái rổ ra đây, chết em không. Ôi giời ơi, đau lại. 1 giọt lỗ, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giọt lỗ, 6 lỗ dồn, 7 giọt lỗ, 8 lỗ dồn, 9 giọt lỗ, 10 giọt lỗ. Ôi giời ơi, hồi nãy mới có 8 thôi, mới có 8 thôi là em đã chết rồi, bác cho em 10 luôn. Rồi, xin mời anh. Tên gì, quê ở đâu? Tên Đoàn, quê Bắc Giang. Đoàn, Bắc Giang, vỗ tay. Đoàn ơi, có người yêu chưa? Gần ạ. Có rồi hả? Có rồi thì 1 giọt lỗ, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giọt lỗ, 6 lỗ dồn, 7 giọt lỗ, 8 lỗ dồn, 9 giọt lỗ, 10 lỗ dồn. Vỗ tay. Ôi giời ơi, cho bạn một câu hỏi cuối cùng. 1, 2, 3, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giọt lỗ, 6 lỗ dồn, 7 giọt lỗ, 8 lỗ dồn, 9 giọt lỗ, 10 lỗ dồn. Ok, đây. Bạn tên gì, quê ở đâu? Em tên Tuấn, quê Tam Dị ạ. Tuấn, Nam Định đâu? 1, đây, 1 lỗ dồn, 2 giọt lỗ, bắt đầu. 1 giọt lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giọt lỗ, 4 lỗ dồn, 7 giọt lỗ. Ôi thấy này anh ra thế. Một cái bốn lên tới 7 rổ rồi. Đây, cái này nào lại. Tao đứng này mà. Lao lại. Rồi. Bỏ qua. Cuối cùng 1 2 3 bắt đầu. Bỏ qua luôn. Bỏ qua. Cuối cùng. Rồi, bắt đầu. 1 giờ lỗ, bắt đầu. 1 giờ lỗ, 2 lỗ dồn, 3 giờ lỗ, 4 lỗ dồn, 5 giờ lỗ, 6 lỗ dồn, 7 giờ lỗ, 8 lỗ dồn, 9 giờ lỗ, 10 lỗ dồn. Rất tuyệt vời. Rồi, music nhỏ lại. Bây giờ cảm ơn chúng ta cho một tràng vỗ tay quý vị được không ạ?